Tiếp.
hôm nay đi đối phương cũng sắc rồi đó. Găng thì không cần, găng thì mình đấm người ta cho người ta đau thì mình cần phải dày quá. Càng bằng cái số càng cao nhanh càng dụng. Mình mang găng nhà mình đi mỏng thôi. Nhóm số 17, Kiều Thị Phương Thảo, đơn vị Hà Đông rất đỏ, đoàn Nguyễn Vi Anh, đơn vị Long Nguyên rất xanh, di chuyển vào hàng thi đấu. Giám định 1 Phương Thảo, giám định 2 Văn Thành, giám định 3 Đình Hải, giám định 4 Nguyễn Thủy, giám định 5 Đức Thế, trọng tài Thu Hường. Các giám định công bố kết quả với tỷ số 5-0 trên đất đỏ, công bố thắng cuộc vòng trong.